Ngày 1 tháng 6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận trước đó vào khoảng 14 giờ 11 phút ngày 29 tháng 5, tại Công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ việc nghi phạm đang ở trong trụ sở công an phường giả vờ xin đi vệ sinh. Sau đó người này xô cán bộ công an, tìm cách bỏ chạy ra ngoài phóng lên xe một người phụ nữ hòng tẩu thoát nhưng không được. Theo đó, ngày 1 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn video camera an ninh dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an mở cửa buồng sắt để một người đàn ông đi ra ngoài. Video cũng thể hiện người đàn ông sau đó bung chạy ra trước cổng trụ sở rồi nhảy lên xe máy của một người phụ nữ chở. Nhưng người đàn ông và người phụ nữ đã bị nhiều người bên trong chạy theo, kéo ngã xe, giữ lại. Theo đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng chức năng phường Tam Bình phát hiện một nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở công an phường làm việc. Qua kiểm tra, người này tên Tâm, 35 tuổi, và lực lượng chức năng cũng phát hiện người này có hành vi trộm cắp tài sản ở huyện Nhà Bè nên giữ lại và lập hồ sơ để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức để xử lý. Trong lúc nghi phạm đang được giữ lại làm việc, một người phụ nữ đi xe máy chở theo một đứa nhỏ đã đến đưa cơm cho nghi phạm ăn. Người phụ nữ trên là hàng xóm của nghi phạm. Người mẹ của nghi phạm nhờ người phụ nữ mang cơm đến cho người này ăn. Khi đưa cơm xong người phụ nữ đi ra ngoài, nghi phạm cũng xin đi vệ sinh rồi bung chạy ra ngoài phóng lên xe người phụ nữ. Nguồn tin giải thích, bước đầu công an đã làm rõ người phụ nữ không có bàn bạc, thông đồng với nghi phạm từ trước, chỉ là vô tình người phụ nữ đang nổ máy đi về thì nghi phạm chạy ra nhảy lên xe. Hiện nghi phạm và hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền.